Kính chào quý cô bác anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Kén Chồng của tác giả Âu Tím. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chị hai quên trả lời câu em hỏi rồi sao? Cùng một lúc hai người cầu hôn em. Một ông làm bác sĩ, một ông làm nha sĩ. Em khó nghĩ quá chị hai ơi. Tôi thiệt lòng xin lỗi chị. Tính tôi ào ào như cào cào châu chấu. Gặp chuyện là tôi tuôn xối xả. Nói không dòm trước ngó sau. Sợ người ta nói hết, tôi không được nói. Tôi a thần phù hút vô cải tào lao thiên đế. Không đếm xỉa chi tới gốc tới rễ. Nên tôi quên phức chuyện kén chồng của chị. Kén chi mà sốc không sốc ốc. Kén ai không kén, kén ông thầy thuốc tây y với ông thầy nhổ răng cho bàn dân thiên hạ. Hai ông thầy này người ta kính trọng biết bao nhiêu, người ta tôn lên tới hàng phụ mẫu, chứ đâu nói khơi khơi. Chị nhớ câu lương y như từ mẫu không? Mà sao so sánh hai ông đó, ông chính chỉ, ông một lượng, tôi thấy lấy ông nào cũng đặng hết ráo. Tỷ như tôi nè, không cần biết chữ U chữ Á mà lấy đặng mấy ổng, ra chợ ai cũng gọi là bà đốc. Ui cha má ơi, còn chi bằng hả chị, một bước lên quan. Ông bà xưa coi vậy chứ nói chi cũng đúng. Bước này dễ hơn bước tăng gô, dịu hơn bước xì lô, mà trong lòng đàn bà con gái được mấy ông này mang khay trầu sang xin cưới, tôi nhắm chắc họ phải nhảy cà lưng tưng như mấy thằng nhỏ bán thuốc cao đơn hoàn tán. Chưa kể cha mẹ mừng hết lớn chứ hổng chơi ngang chị. Để tôi bàn Mao Tôn Cương dông dài Tam Quốc Chí cho chị nghe ngang. Thời tôi, 17 bẻ gãy sừng trâu là thời kỳ tình cảm tràn trề chan chứa, nhìn đời bằng cặp mắt con gà mái tơ có đeo cặp kính hường. Hễ thấy con gà trống gáy tê tê đẹp mã, khơi ba hột thóc móc meo đem cho mổ cầu thân. Cái là làm duyên làm dáng, khỏi cần kén cá chọn canh chi ráo. Tôi hăng hái yêu cái rụp, yêu không cần biết tình cho đi có lấy lại nhiều ít gì không. Rồi đem tặng hình cười mím chi cọp, đôi mắt mở mơ màng, lãng đãng có đề tặng đàng hoàng, ghi ngày giờ năm tháng, có thêm hàng chữ, dù cho ảnh có phai màu, xin đừng xé bỏ đau lòng người cho nữa chớ. Nhưng rồi đùng một cái, tôi phát giác ra, con gà trống tơ, nó òn ỉ bốn phương tám chín mười hướng, phương hướng nào cũng một sách nó xài, ngọt ngào, tân bốc, mang lúa lép, lúa xẹp tặng cho, nói trắng ra là đem ba cái thứ, ngó thì được, xài thì không, gói trong giấy đỏ đỏ hường hường, thêm thắt hai ba cái nơ xanh xanh màu mè thấy sợ, mà dụ mấy con gà mái tơ. Xanh đỏ đơn giản vậy đó, mà mấy con gà mái tơ lọt vô lưới ngon ơ à. Y chang trái banh lắc vô khung thành, không có thủ môn ngọt xớt. Tôi bắt tại trận con trống đầu đời của tôi, nó có con bồ mới, máu ghen của tôi tăng vọt cấp kỳ. Thời này người ta kêu là cao huyết áp, còn thời đó tôi chỉ biết kêu là máu hoạn thơ, máu cô quờn. Chỉ biết hoạn thơ mà không biết cô quờn là thiếu sót dữ đa. Cô này cổ ghen tới nỗi xối dầu hôi, đốt ông chồng ham mê bà nhỏ khi ổng đang nồng giấc điệp đó chị. Ừa tôi ghen lồng lộn tê tái, đau khổ đứt ruột tím gan. May sao nhờ có ba ly xương sâm nước cốt dừa mát rượi, má tôi cho tôi uống, bệnh ghen của tôi nó xẹp từ từ, y chang cái bánh xe đạp cán nhầm đinh. Chị biết rồi đó, dân mình mà, bệnh nào thuốc nấy, bệnh đau đầu có đậu đen rang nóng, bệnh đau bụng có gừng giả nhuyễn nấu sôi, bệnh ung thư uống lá đu đủ cỏ gà, tới cái bệnh ghen có xương sâm xương sáo. Mấy bài thuốc chữa đau đầu ung thư đau bụng, tôi chưa thử nên không biết thiệt hư, chứ bài thuốc chữa bệnh ghen, tôi đảm bảo nó là thuốc thần đó nghe chị. Ăn xương sâm xương sáo, máu ghen nó xuống cấp kỳ. Tôi nhớ máu ghen của tôi đang hừng hực, uống nó vô tới đâu cơn ghen nguội tới đó, hết thèm sân si chi cho mệt.
Nhưng qua lần lận đận đó, tôi khôn ra y chang con cú vọ, đeo cặp kiến phóng bự hình ảnh cuộc đời. Tôi bắt đầu tính toán so đo, tôi tính từng ly từng chút, từ con số mỗi tháng mang về nhà bao nhiêu, đủ đi chợ không, đủ mua cặp áo nhiễu mỏng te kèm theo cái quần sa ten bóng lượng không, đủ mua cặp hột xoàn không. Tôi lo tính nhẩm trong đầu hết, rồi nhân tới cộng lui. Tôi nhất định không xài con tính trừ, thu vô tôi thu, chi ra tôi nhất định không, không và không. Bánh ít có lấy mà bánh quy tôi nhất định không cho, dù tôi biết có câu bánh ít đi thì bánh quy phải lại. Tại cái tính tôi tính tới tính lui, tính qua tính lợi, mà tới ngày từng người tình bỏ ta đi, còn lại tôi thui thủi một mình, là khi tôi ca bài anh ơi anh đâu rồi tức tưởi. Khi người ta bưng trầu cau qua nhà mấy con nhỏ khờ khạo hơn tôi. Bà má tôi, bà chửi tôi biết bao nhiêu mà kể, bà biểu tôi lấy thằng chủ vựa lúa, nội cái lượm lúa rơi lúa rớt cũng đủ mua nhà ngói sân gạch tàu. Tôi đâu thèm nghe, tôi chê vựa lúa dơ hầy, tôi mơ ông hội đồng xiêm áo nghênh ngang, mà ổng thì đâu có thèm ngó tới tôi. Ổng cũng tính bấy trời, chớ hiền sao chị, cỡ ổng phải lấy con bà chủ tiệm vàng. Đời mà chị, hễ mình khôn thì có người khôn hơn, chớ không lẽ thiên hạ khờ ráo. Chị thấy không, tôi xin lỗi chị bằng tâm sự đời tôi, nghĩa là chị có thể suy ra tình yêu không tính cũng lộ, mà tính quá thì cũng lộ. Kén chồng kén sao cho đồng thanh đồng thủ, ngắm coi mình cỡ con thiên nga hay con vịt bầu, con công hay con gà, rồi mới ngắm tới phía họ. Mình giỏi cỡ nhiêu, mình đẹp cỡ nhiêu, để đòi người quân tử, để ngắm chàng Tống Ngọc, để chọn kẻ danh nhân. Đừng leo trèo cao quá, té lọi giò mà không tính, mà áo cưới em không mặc một lần, cho tới ngày răng long tóc bạc, sống lủi thủi loi choi một mình, buồn hắt buồn hiu, sương thu pha màu lá. Quan trọng nữa là đừng kể chuyện con số, ông thầy thuốc tây y có nhiều tiền hơn hay ông thầy nhổ răng, hay ngược lại, ngang chị. Tiền nào của nấy, hễ lo kiếm tiền là quên vợ quên con, hễ không lo kiếm tiền thì phần vợ con có mòi được chăm sóc nhiều hơn. Lấy chồng là lấy cái tâm hiền, cái lòng chung thủy, đừng lấy cái bằng cấp, đừng chấp đến kim tiền thì mới đặng bền lâu, không nửa chừng tơ lơi đứt cái cập. Tôi bàn vậy để rồi mình ơn chị tính, mà có lấy một trong hai ông, chị cũng nhớ giùm tôi một điều, đừng overbook, tội nghiệp chồng, tội nghiệp bệnh nhân nghe chị. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Bạc Tình Lan. Bớ hoàng thiên, bớ thổ địa, thời buổi gì mà tan nát mái gia, thời khí gì mà quỷ ma xuất hiện, sáo sáo can tràng, ngỡ ngàng choáng váng, tán tận con tim, đen thùi tâm trí vậy nè trời. Ông địa ơi, ông leo lên trang ngồi, tôi nói ông nghe, một năm có 365 ngày, hễ làm toán nhân cho 24 giờ là bao nhiêu, rồi ông nhân thêm 15, 20 năm, 30 năm, coi là bao nhiêu tháng ngày giờ phút, mà lỡ lòng nào ông ơi, mà hà cớ gì ông ơi, phu quân tôi bỏ tôi ổng đi, ổng gieo tiếng ác, ổng dông ổng chạy, ổng máng cái dù, ổng hoàng thêm mớ bạc, ổng theo tiếng gọi của mấy con móng đỏ trẻ hai. Thời gì ông ơi, người ta gọi thời mở cửa gì tôi không biết, mà hình như là mở cửa mã cho đám thiên binh mang mang cõi ta bà trù ếm, bùa chú nắm áo mấy giả, hỏng nhã hỏng tha, cho phụ nữ Việt Nam hải ngoại trong đèn ngồi ngó lại, từng kỷ niệm ngày xưa mà trào nước mắt, mà nghẹn họng nghẹn hầu, mà hầu bầu không còn đủ lời yêu thương, đặng mà chửi rủa.
Trời ơi là trời, phải mà phụ nữ Việt hải ngoại hư hỏng, lo tu bổ ngoại hình, lo sập sình nhạt đá rồi lăn, bỏ bê gian sang nhà cửa, bỏ phế chuyện gối chăn, theo chân mấy thằng mũi lõ đặng được chúng ga lăng, mở cửa xe, kéo ghế cho ngồi. Được nhận mấy bó hoa bự chảng, gửi tặng mỗi tuần trăng, thì tôi kêu ông địa đặng nói chuyện mần chi, cho uổng nải chuối sứ. Ông địa nghe tôi kể mà ông không khóc ròng là tôi thề tôi không bao giờ kêu tên ông nữa nghe ông địa. Ông địa nghĩ coi, thời buổi trẻ hay hay má hường môi mọng, theo phu quân rồi hương lửa mặn nồng không có nhiêu, đã lo bù đầu chuyện cơm áo gia đình, không lo cho chồng bị tù bị đọa, cũng lo cho đứa con, đứa bị ghẻ đứa bị còi, vượt được biển đông sang xứ người ta, lo gầy lo giận. Ở nhà chung cư mấy năm, lo mua cái nhà chung vách, rồi ông địa phù hộ chồng Tết vợ ly, cũng mua đặng cái nhà đàng hoàng, sân sau sân trước. Ngỡ đâu có cái nhà là giấc mơ đời tha hương tị nạn đã an lành. Nhưng ai có ngờ đâu ông địa ơi là ông địa ơi, đời sao đầy nỗi sầu, tóc điểm pha xương, phu quân tôi đang tâm đưa tờ đơn ly dị. Mèn ơi, thia lia quen chậu vợ chồng quen hơi, chưa kể chuyện hôm trước bụng cái bầu nặng cỡ đâu 10 kg, phải ôm một lần coi như thử sức đàn bà tôi khỏi phải kể. Đằng này có khi ôm bụng 2-3 lần thì còn gì gọi là cái bụng, còn gì là lớp da, chưa kể máu huyết chảy ra, người ta ví như sông như biển. Đó ông địa tính coi, con cái lớn đùng đùng, nào ăn nào học, nào áo nào quần, nào cái nhà nào cái xe, chưa kể tiền cho tụi nhỏ đi coi chớp bóng, thì phụ nữ Việt ở hải ngoại tôi cũng phải ráng đi làm. Con trống 8 tiếng lội, con mái cũng 8 tiếng bơi, dìa nhà còn chui vô cái bếp, đặng ôm ông Táo. Đến khuya con ngủ, ấm êm là quay qua lo cho đấng phu quân đầu gối tay ấp, chăn gối mặn nồng, mà rồi phu quân đòi dông, mà rồi phu quân đòi bỏ, phu quân quất ngựa truy phong, đi dịu nhiễu, êm ru bằng tờ giấy đòi ly hôn. Bớ Hoàng Thiên, bớ ông địa ơi, ông biểu tôi phải làm chi? Ông địa tính coi hết tình còn nghĩa, nay tình hết nghĩa cạn láng, ông địa ơi là ông địa ơi. Ngày nào xách gói xuống tàu vượt biên, 9 phần chết 1 phần sống, mà nay phu quân tôi nhảy máy bay, đằng vân ngược tuyến, lưu luyến mấy con móng đỏ, bỏ vợ bỏ con, bỏ công danh sự nghiệp, bỏ bạn bỏ bè, bỏ ráo nạo, đặng tìm nghe tiếng quốc đỏ, tiếng quốc xanh, không hề lo toan một ngày đôi quốc nó trở đầu, có nước ôm hai con mắt trỏm lơ mà khóc. Ngu chi mà ngu dữ dày nè, ông thấy phu quân tôi ngu không ông? Gặp gỡ thiên duyên có một lần, ông tơ bà Nguyệt có xe cũng xe có một lần, ai ở không xe tới xe lui. Nỡ nào phu quân tôi ổng đòi bứt sợi tơ, ổng gằn ổng nghịch, ổng cắn ổng dây cho tưa cho rách, đặng ổng mua vé máy bay chạy dìa bển kiếm vợ mới. Tôi nói kiếm là nói cho có, chứ có cần kiếm chi đâu ông địa ơi, mấy con phóng vô vòng tay phu quân tôi ôm không hết. Ổng còn rủ bạn rủ bè coi ai ham trẻ, mua vé máy bay về ôm phụ ổng nữa chứ trời. Trời cao ơi, đất thấp ơi, mây gió chuyển màu đen thui tím ngắt, ai bày ra chi cái phong trào mua vé máy bay về bên bển, để lại sau lưng niềm đau thiếu phụ Tây Phương vậy nè ông địa ơi. Bạc tình lan, ngày nào tóc kết, ngày nào môi kề, mà nay đành đoạn dứt lìa nghĩa ân, ra đi biển biệt sơn khê, vượt địa trung hải, lướt đông hải thả trôi tình xưa xuống nước, phụ rẫy má con tôi, không kể chi cháu trai cháu gái, nội có ngoại có, cho đứt đoạn can tràn. Bớ bạc tình quân, ngày nào hột muối cắn đôi, mà nay đòi bán nhà chia hai, đặng mang về quê mừng vốn. Tồ hôn thú còn thơm mùi máu biển, đòi xé te tua cho nhẹ gánh hình hài, đặng phỉ sức nguyệt hoa.
Bạc tình quân, bạc tình quân, ngày nào xách dù đi tới đi lui, đặng đòi cưới tôi cho được. Mà nay xách dù theo mấy con nhỏ miệng còn hôi sữa, tuổi tác cỡ con hai thằng một, mà gọi nó bằng em, mà phá tan phá nát cái luân thường đạo lý. Phải mà gần gũi cho tôi oánh ghen, phải mà sàng sàng cho tôi cưới nó dìa làm thiếp. Đằng này cách núi cách sông, bớ bạc tình lang, bớ bạc tình lang, nghĩa nhân là khúc xế chiều, xương đau khớp nhất, chóng mắt tôi coi mấy con móng đỏ, khi nào nó nhả ông ra, đặng thả ông dìa, hủ hỷ với tôi trong nhà dưỡng lão. Bạc tình lang ơi! Lời của ông Địa. Bay kêu tên ta chi, làm ta nhảy mũi thôi là nhảy mũi, chuyện vợ chồng là chuyện hai chiều. Bay khơi khơi hài tội phu quân, rồi biểu ta phải khóc ròng sau khi nghe bay kể. Bay coi coi, bay có làm điều chi nghịch nhĩ, nghịch mục đối với phu quân hay chăng? Mà đến nỗi đất gần hơn trời, thằng bỗng xanh lòng phụ rẫy. Ta nghe bay kể thôi cũng đà muốn biết, huống hồ chi thẳng ở với bay đường dài xe lửa, chịu sao thấu hả bay? Ta khóc ròng vì bay nhiều lời lắm giọng, chớ có cháu có con rồi, ba cái chuyện phu quân ruồng rẫy hơi đâu mà buồn, mà kể cho hao hơi tổn khí. Lo mà tập dưỡng sinh cho trí não quân bình, khỏi cần cúng ta lại chuối, chuối ở bên Mỹ nó chát ngầm, ta ăn không được. Hai câu chuyện vui xin được phép dừng lại ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào!